em sẽ trông khi anh đợi tìm. Tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa, phải xin nhớ cho rằng một lần yêu phải trăm lần khổ đau. Giọt sương ban sớm long lanh trên hoa, nụ hoa anh đào. Đời người con gái chỉ biết khi yêu, yêu nồng thắm thì tại sao thêm nước mắt cho đớn đau nỗi hận sâu. Em chỉ biết có môi anh thôi, cho dù anh cho đắm say với ai, âm thanh rất tuyệt vời của cặp loa Bền Đúc đến từ Anh Quốc. Ngày hôm nay 15 tháng 4, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa Bền Đúc model CDM7NT. Đây là dòng loa cột cao cấp của thương hiệu B và W đến từ Anh Quốc, với thiết kế phong cách dạng cổ. Thùng loa được trang trí bên ngoài bằng màu vàng, vân gỗ lạng rất đẹp, sang trọng. Với dòng này, hãng đã sử dụng một bát 18 cm, một loa mid low 18 cm và một loa chép đô. Mẫu loa 3 đường tiếng cho âm thanh rất tuyệt vời. Đây là lỗ thông hơi của dòng loa này. Chúng ta sẽ cùng ngắm nghía một vòng với sản phẩm này, Bền Đúc 7NT. Toàn bộ thùng loa được trang trí bên ngoài bằng gỗ lạng màu vàng sang trọng, đẳng cấp đến từ châu Âu. Một lỗ thông hơi phía đằng trước và một lỗ thông hơi phía đằng sau. Đây là thông số của mẫu loa này, Bền Đúc model CDM7NT, hàng Made in Angle. Mẫu loa này có công suất 150W, trở kháng 8 ohm. Và đây là dòng loa Biwa. Ta có thể tách rời ra phần cao âm và phần âm trầm độc lập. Với những âm ly đời mới, chúng ta có thể chơi Biwa hai cầu độc lập. Đây là tổng thể phía thùng loa ở bên đây. Thùng gỗ lạng màu vàng đẹp xuất sắc. Với mẫu loa này, anh em có thể chơi đa thể loại dòng nhạc, từ tiết tấu chậm, tiết tấu vừa cho đến tiết tấu nhanh. Âm thanh của nó độ chi tiết rất cao. Thùng loa được trang trí bằng gỗ lạng màu vàng với logo Bền Đúc được khắc chìm ở phía đằng trước. Và đây là một loa chép đô cao cấp.
với dòng loa này. Màng của loa mid bass là được thiết kế bằng các sợi giống như áo giáp. Gân loa sử dụng bằng vật liệu gân cao su bền theo thời gian. Tất cả gân còn zin, toàn bộ cặp loa này zin nguyên bản, series liền kề đúng cặp. Và chúng ta sẽ ngắm nghía phần thùng loa ở phía bên đây. Cặp loa tuyệt đẹp, không lỗi lầm. Đây là model cao cấp của thương hiệu Bendux đến từ châu Âu, Made in Angle. Với những mẫu loa này, anh em có thể phối ghép vào các dòng âm ly tầm như Acouphase, các dòng E303, 305, 309 hoặc các dòng Lussmann 505, 505X, 507. Hòa với các dòng đàn ông, anh em phối ghép vào các dòng đời mới như đàn ông 1500, đàn ông 2000, 2000AE, 2000SE, 2000RE hoặc các dòng 2000 35 mã, 45 mã. Nhìn chung cặp loa này rất dễ phối ghép âm ly. Anh em có thể phục vụ cho các không gian tầm trên dưới 40m². Cặp loa Bendux model 7NT có mức giá 30 triệu đồng. Và ngày hôm nay ở đây Tiến Dũng đang phối ghép với chiếc âm ly đàn ông 2000AE. Đây là chiếc âm ly cao cấp của thương hiệu đàn ông đến từ Nhật, với thiết kế mặt phay nhôm màu trắng sang trọng lịch lãm. Công suất nguồn 275W, toàn thân bằng nhôm phay rất đẹp. Đây là tổng thể phía mặt sau của chiếc ly này. Các giác kết nối còn vàng ươm và máy có chế độ chơi bi quan. Anh em có thể khai thác chức năng bi quan với cặp loa Bendux 7NT. Chiếc ly có công suất nguồn 275W, điện 100V, hàng của Japan. Chiếc ly đàn ông model 2000AE có mức giá 18 triệu đồng, zin nguyên bản, dây nguồn zin. Và ở đây Tiến Dũng đang phối ghép với một chiếc đầu đĩa đàn ông model DCD S10. Chiếc này tình trạng zin đẹp, hàng bãi chưa qua sử dụng tại Việt Nam, remote zin theo máy. Chiếc này có một lỗi rất nhỏ ở đây, khi chúng ta nhìn sát vào thì có một vài vết chày giống như sợi tóc. Mức giá thông thường là 13.500.000, nhưng do vết chày này thì Dũng bán rẻ đi 1 triệu đồng, mức giá chỉ còn lại 12.500.000. Tình trạng zin đẹp. Và phía trên đây là một chiếc đàn ông rất quen thuộc của thương hiệu đàn ông đến từ Nhật, model đàn ông 2000 35 mã. Dòng này thiết kế mặt vàng chanh phay nhôm rất đẹp, công suất nguồn 275W, sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ Ultra, đặc trưng của dòng đàn ông đến từ Nhật. Đây là chiếc âm ly được sản xuất vào khoảng những năm 2000. Máy còn tuyệt đẹp, các giác kết nối, các chạm loa còn rất mới, vàng ươm. Chiếc âm ly đàn ông 2000 35 mã có mức giá 15.500.000. Tất cả các sản phẩm của cửa hàng Tiến Dũng bán ra có với mức giá từ 5 triệu đồng trở lên sẽ được tặng ngay 6 mét dây loa Pro End của Ý. Chương trình áp dụng từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020. Anh em quan tâm xin mời gọi điện cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Và vừa rồi chúng ta đã nghe một đoạn âm thanh rất ngọt ngào của ca sĩ Ý Lan. Bây giờ chúng ta sẽ nghe một đoạn nhạc nước ngoài. Tiếng rất mạnh mẽ, volume chỉ nhích lên một chút thôi. So we gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter. She will be the kiss. Guess it's gonna be cold, lonely summer. But I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in love. She'll be a kiss. I'll see you in the sunlight.
thanh trong trẻo, âm hình rộng mở, độ chi tiết rất cao. Để không bỏ lỡ các sản phẩm được cập nhật thường xuyên trên YouTube, xin mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký kênh và mở các chế độ thông báo trên thiết bị của mình. Tiến Dũng xin cảm ơn. Xin chào, tạm biệt.